Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Daily. Hôm nay mình mang ra đây cho các bạn cái phiên bản 2 tấn, hoặc nói chính xác nó là 1 tấn 9 của xe tải Isuzu. Bởi vì ở những phiên bản trước thì mình giới thiệu đến các bạn cái phiên bản là 3 tấn rưỡi. Và mình cũng đã từng giới thiệu rằng cái xe đó thì nó có 3 bản tải trọng giá thành ngang nhau. Đó là phiên bản 1 tấn 9, 2 tấn 4 và 3 tấn rưỡi. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái phiên bản 1 tấn 9 để cho các bạn dễ hình dung. Mời các bạn cùng dõi theo video của mình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại nội dung chính của video. Sản phẩm này thì đầu tiên mà mình quay thì nó tên là Zack, nhưng mà các bạn có thể gọi nó là Isuzu cũng được, bởi vì là nó là một cái chiếc xe được nhập khẩu linh phụ kiện cũng như là các cái bộ phận quan trọng nhất trên xe thì tới 80% là đến từ Isuzu rồi. Ví dụ như phần động cơ, hộp số, rồi là cabin, cả lẫn cái chassis mình cũng đã giới thiệu rồi nhá. Cho nên là chiếc xe này các bạn có thể gọi nó là Isuzu cũng được. Và cái phiên bản tải trọng 3 tấn rưỡi thì mình giới thiệu rất nhiều rồi. Hôm nay thì sẽ giới thiệu đến các bạn phiên bản 1 tấn 9. Thì như mình đã nói rằng là 3 phiên bản tải trọng đó thì tất cả về ngoại hình, động cơ, kết cấu, khung cầm chassis và hệ thống thùng và chiều dài thùng thì nó giống hệt nhau rồi. Giá thành cũng giống nhau. Và tại sao nhà sản xuất lại đưa ra 3 phiên bản tải trọng đó? Thì lý do chỉ đơn giản là sẽ có những khách hàng vào những cung đường nhỏ và bị cấm tải. Có những cái cung đường người ta chỉ cho xe tải từ 1 tấn 9 quay đầu chạy vào thôi. Thì như thế thì chúng ta sử dụng phiên bản 1 tấn 9 nó sẽ hợp lý hơn. Còn ngoài ra khi chúng ta trên cái cung đường nó được đi quá tải nhiều hơn, chạy tải 3 tấn rưỡi tốt hơn thì chúng ta cần tải hơn, thì chúng ta có thể sử dụng cao lên 2 tấn 4 hoặc 3 tấn rưỡi đều được các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ không vòng vo nữa, mình sẽ giới thiệu các bạn đến phiên bản thùng kín của xe tải 1 tấn 9 LS200. Đó, thì cái phiên bản thùng của nhà máy thì khẳng định với các bạn nhé, trong tất cả những cái phiên bản xe mà mình từng giới thiệu của Autoradio ấy, thì thường thường những phiên bản đến từ nhà máy thì là những phiên bản thùng là có chất lượng kém hơn với phiên bản gia công ở ngoài. Thế nhưng hôm nay thì là một phiên bản thùng đến từ nhà máy nhưng lại là một trong những phiên bản thùng chất lượng nhất. Mình khẳng định với các bạn nó sẽ là phiên bản thùng chất lượng nhất của nhà máy từ trước đến giờ. Và nhà máy Zack đảm bảo với các bạn là nó rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng vào xem cái kết cấu của thùng. Đầu tiên các bạn nhìn ở ngoài trước đi. Thì với cái thiết kế của thùng kín thì cái thiết kế phổ thông nhất của nó thì bao giờ cũng sẽ là dập sóng. Thùng inox dập sóng các bạn nhé. Để dập sóng như này thì nó sẽ tăng cái độ cứng cho thùng. Đó, tăng độ cứng cho thùng này. Và như vậy thì nó sẽ ít những cái mặt phẳng trên thùng. Thì nó sẽ khi mà các bạn di chuyển ở ngoài cung đường có nhiều ánh nắng ấy, thì nó sẽ đỡ bị phản chiếu. Nó sẽ làm là ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường, rất là nguy hiểm nhé. Chúng ta chỉ bớt lại một cái khoảng trống khoảng độ 25 phân như lại thôi, thì chúng ta có thể dán các cái logo, tem biển số hoặc là quảng cáo thương hiệu công việc cá nhân của các bạn. Đó, rất là đơn giản. Toàn bộ hệ thống thùng ở đây thì đã được bắn rất nhiều các cái đinh tán để có thể cố định và kết nối cái phần bọc ngoài với phần khung xương ở bên trong. Đây các bạn thấy không? Cứ khoảng độ 5 cho đến 7 phân một cái đinh tán. Bắn rất đều nhá, bắn cả ngang cả dọc. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái phần khung xương ở bên trong và cái phần vỏ inox ở bên ngoài nó kết nối chặt chẽ với nhau. Nó tạo nên cái độ ổn định cũng như là cái độ cứng chắc cho thùng. Các bạn nghe không? Rất là dày dặn này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem đến cái kết cấu ở bên trong. Đây. Chưa bao giờ mình thấy một cái thùng nào mà nó được nắp từ nhà máy mà nó lại có cái độ hoàn thiện như ở đây. Đây, bạn quay phim có thể quay sát vào cho các quý bác tài xem. Các bạn thấy không? Thùng này thường thường thùng nhà máy thì chỉ có một lớp thôi nhá. Nhưng mà thùng riêng của nhà máy Zack sản phẩm này nó đã lên tới 2 lớp rồi. Rất chắc này các bạn này, ở trong bọc toàn bộ tôn. Các bạn thấy không? Toàn bộ tôn và bắn cả trong cả ngoài luôn. Đinh tán là bắn cả, không những bắn ngoài mà bắn cả trong luôn này. Đó, các bạn thấy không? Bọc tất cả các cái mặt của thùng, mặt hông rồi là mặt sau cabin rồi cả cái phần mặt ở trên lóc này đều được bắn. Các bạn thấy không? Rất là dày dặn này. Mình đảm bảo với các bạn luôn, cái thùng này các bạn sẽ không phải làm thêm bất cứ một cái gì, chỉ trừ chúng ta chở những cái mặt hàng mà nó có nhiều axit ấy, thì các bạn bọc thêm inox vào thôi. Nhưng nếu mà chở mặt hàng bình thường, khẳng định luôn, thùng này nó là số 1. Nó còn bọc cả hệ thống cửa luôn các bạn nhé. Và hệ thống đèn thùng cũng thiết kế rất là dễ mở này. Các bạn thấy không? Đèn thùng là có một cái đèn ở giữa này. Và nhà máy đã lắp cho chúng ta một cái bảng công tắc, như kiểu cái bảng công tắc sử dụng điện ở nhà. Đây, chúng ta rất dễ sử dụng nhé. Này, đó, tôi bật lên rất dễ. Nó không giống như một số cái dòng xe khác, người ta để ở dưới thùng hoặc là ở bên sườn gần chỗ đằng sau cabin. Các bác tài bật tắt rất là khó. Và nhiều khi mà nếu mà không hướng dẫn ấy, thì các bác tài còn không biết bật ở đâu cơ. Thế nhưng mà với cái thiết kế thông minh, đơn giản và dễ sử dụng như cái đèn ở trong thùng xe Zack này, thì bác tài nào cũng có thể sử dụng được. Và đặc biệt hơn là với cái bảng công tắc này thì nó rất là bền. Đó.
Chất nhựa sàn ở đây thì chắc là nó chỉ dày khoảng độ 2,5mm thôi. Thế nhưng mà phần sàn này thì cũng được làm với cái độ phẳng rất là tốt, tức là giữa các cái tấm liên kết với nhau là gần như là nó không có sự chênh lệch và nó có độ ổn định rất tốt. Đây mình sẽ gõ một chút qua cái sàn cho các bạn nghe này. Đó, rất là chắc nhá, nó không có cái sự lọt bọt, các bạn thấy không? Khi sử dụng cái phiên bản thùng của nhà máy rác này thì các bạn hãy cứ yên tâm rằng là nó đã có chất lượng rất là tốt rồi, chúng ta không phải gia công gì thêm nhiều. Đây, như cái phần hệ thống cửa các bạn nhé, nhà máy làm là không bỏ sót bất cứ một cái gì luôn, ngay cả hệ thống cửa cũng được bọc luôn này, được bọc này, rồi được vít những con ốc rất là to này, rồi là phần hệ thống gioăng cao su này rất là dày dặn và làm với bản lớn. Cái này thì nó sẽ giúp cho cái phần cửa của bạn đóng kín và nó có độ hút rất là tốt, chúng ta sẽ không lo bị nước dò dỉ vào, bởi vì cái mặt hàng cơ bản của thùng kín là những mặt hàng tránh nước tránh nắng đó, để giữ được một nhiệt độ tốt thì cái thùng này nó đã có cái độ ăn bám rất là tốt rồi, rất là ổn các bạn nhé. Phần cánh cửa thì cũng được có các cái móc khóa ở đây, khi chúng ta lên xuống hàng chúng ta móc vào cái thân thùng này thì nó sẽ giúp cho cố định cánh cửa nó không bị gây nguy hiểm đến cái người đi đường hoặc là người vận chuyển các bạn nhé. Đó, và với cái kích thước thùng ở đây thì mình sẽ chia sẻ lại nhé, dài là 4m38, rộng và cao là 1m85. Thì như vậy thì nếu mà tính ra với thể tích thì chúng ta cũng sẽ được khoảng độ ngót nghét 14 cho đến 15 khối hàng khi các bạn sử dụng cái phiên bản thùng này. Đó các bạn nhé, giáp LS200 với phiên bản 1 tấn 9 các bạn nhé. Thùng vẫn dài 4m3, rộng và cao 1m85 với phiên bản thùng kín inox và đã được bọc sẵn một lớp nhôm ở trong tất cả các mặt rồi, rất là dày dặn. Đó, phiên bản thùng này là phiên bản của nhà máy, hiện tại đang có giá là 475 triệu, giá xe chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Đó, rất hợp lý các bạn nhé, bởi vì chúng ta đã được thêm cái phần thùng nó rất là ổn rồi, và hơn nữa là cái phiên bản xe ở đây thì nó rất là chất lượng. Đó, nếu các bạn có thời gian thì mình mời các bạn đến Auto Radio của mình có địa chỉ là 883 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đến mình sẽ mời các bạn xem xe và mình sẽ mời các bạn ra cái phim trường của mình để chạy thử xe. Đó, sau đó thì quyết định đầu tư hay không là ở các bạn nhé. Cuối cùng thì các bạn còn thêm câu hỏi gì hay muốn mình tư vấn online thì hãy liên hệ với mình qua số hotline mình để dưới màn hình nhé. Mình sẽ hỗ trợ các bạn tối đa nhất có thể và hỗ trợ các bạn 24/7. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.